chào các bạn. Lại là mình đây nha các bạn. Hôm nay là tỉnh đang đứng tại sân bay Phù Cát của tỉnh Bình Định mình đó. Thì tỉnh đang đứng tại sân bay Phù Cát mình để mình đón khách rồi đi các tỉnh nha mọi người. Thì các bạn có nhu cầu đi đâu thì cứ liên hệ cho tỉnh về số mấy nha mọi người. Rồi rồi sau đây tỉnh sẽ review lại các cảnh ở tại sân bay Phù Cát cho mọi người cùng xem nha. Thì sân bay Phù Cát thì bữa nay là ở Bình Định mình là mở ra rất là đẹp mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Thì bây giờ tỉnh sẽ quay toàn cảnh ở sân bay Phù Cát tại tỉnh Bình Định cho các bạn xem nha. Đây là cảng hàng không Phù Cát ở tỉnh Bình Định mình. Thì mình sẽ quay toàn cảnh cho mọi người cùng xem. Xe trẻ khách đỡ khách đi sân bay ở mọi người. Đến với Bình Định thì sân bay Phù Cát rồi cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây toàn cảnh của sân bay thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Cây xanh thoáng mát này kia, cực kỳ thoáng mát luôn. Tỉnh sẽ quay cho các bạn xem. Còn nhiều cảnh sẽ tỉnh đi đến đâu mà có cảnh nào mà đẹp hay là tỉnh sẽ quay cho các bạn xem nha mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng tại sân bay Phù Cát nha mọi người. Ở sân bay Phù Cát ở Bình Định mà. Đây mình sẽ quay toàn cảnh bộ mặt sân bay cho các bạn xem. Đây là sân bay Phù Cát ở Bình Định mình. Khách bây giờ đang đi vô để chuẩn bị lên máy bay, làm thủ tục rồi lên máy bay nha mọi người. Tỉnh đang đứng tại sân bay đây để đón khách đây. Các bạn thấy đẹp không? Đó, mình sẽ review quay chậm lại cho các bạn xem cho nó rõ, dễ hình dung kìa, cực kỳ đẹp luôn. Thì các bạn có nhu cầu đi taxi thì cứ alo mình nha, alo cho tỉnh. Taxi Lado tại tỉnh Bình Định mình sẽ đón các bạn. Đấy thì toàn cảnh tỉnh vừa quay sơ bộ cho các bạn xem đó. Các bạn thấy có sân bay ở Phù Cát tỉnh Bình Định mình có đẹp mọi người, đẹp cực kỳ đúng không các bạn? Rồi các bạn có đi sân bay hay là đi đâu gì các khu du lịch ở Bình Định thì cứ alo cho tỉnh, tỉnh sẽ đón taxi Lado nha mọi người.
Rồi, tỉnh sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì khi nào gặp những cái cảnh đẹp hay là những cảnh dành làm những cảnh đẹp thì tỉnh sẽ review lại cho các bạn xem nha các bạn. Rồi mình xin chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Rồi, tỉnh xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.